Nay bắt đầu thầy sắp lớp cho mấy con căn cứ vào thứ nhất là những cái bài mà hôm qua thầy cho cái đề tài để xem coi mấy con có cái sức hiểu biết quán về cái nhân quả của thảo mộc. Đó là cái đề tài hôm qua thầy đã cho mấy con để thử cái sự hiểu biết của mấy con về nhân quả. Đây là cái căn bản nhất mà về hiểu biết về nhân quả rất là khoa học. Cái nhân là cái hạt, mà quả là cái trái, mà nó thuộc về nhân quả. Thảo mộc thì ai cũng biết chắc chắn đó là cái hạt thì nó mới lên được cái cây nó mới ra được cái quả. Mà đó là một cái sự thật, đó là nhân quả đúng, không có còn mơ hồ, không còn xa. Thì các con luận như thế nào để mà nói cho nó rõ ràng về cái nhân quả thảo mộc? Nếu mấy con nói về nhân quả mà con người ấy, thì nó trật. Thì đây là nó có đề tài nó rất là rõ ràng cụ thể. Mình nói về nhân quả không, tức là mình suy nghĩ để mình chứng minh. Khi mình nói đến những sự trừu tượng của nhân quả thì nó có cái sự chứng minh, người ta làm cho người ta hiểu. Mình không có nói cái chuyện mơ hồ mà nói cái chuyện nhân quả rất rõ ràng. Cho nên để xác định được cái nghĩa nhân là gì, quả là gì, thay vì mình giải thích xuông thì nhân là cái hạt mà quả là cái trái thì nó đơn thuần như vậy. Nhưng mình phải nói cái nghĩa của nhân quả, để rồi từng đó mình nói đến cái nghĩa của nhân quả của từng cái hành động của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta chưa nói cái nhân quả đó, mà chúng ta chỉ nói nhân quả thảo mộc. Nếu mấy con nói xa hơn thì mấy con bị lạc đề. Các con mới viết xa hơn là bị lạc đề. Mà nói không đủ thì mấy con thiếu, chưa đủ, tức là mình chưa hiểu hết cái nhân quả của thảo mộc. Nếu mà nói đúng thì lần lượt cái bài mà để dự định vô lậu mà quán về nhân quả thì lần lượt mấy con sẽ đi từng bước một nhân quả thảo mộc, rồi nhân quả thời tiết, tức là nắng mưa gió bão thời tiết, rồi mới tới nhân quả của con người. Mà nhân quả của con người tức là nhân quả của loài động vật. Từ nhân quả mà nói đến con người thì chúng ta mới truy tìm nhân quả từ đâu mà có nhân quả. Bắt đầu nó từ cái chỗ mà cụ thể là nhân quả của thảo mộc, rồi từ đó chúng ta mới suy ra, mới tìm ra để chỉ cho người ta thấy nhân quả rõ ràng cụ thể. Bây giờ mấy con đã làm cái bài nhân quả, người nào làm xong thì cứ nộp thầy. Mấy con đến đây, người nào làm xong thì cứ nộp cho thầy cái bài này để thầy kiểm và coi cái trình độ, cái sức hiểu biết về nhân quả. Mấy con ơi, mấy con làm cái bài nhân quả, mấy con xé một cái tờ giấy ở trong cái lòng nó hai tờ, tức là 4 trang hoặc là 6 trang thì nó nhẹ, để không phải ôm một đống đọc nhiều như thế này thì nhiều lắm nó mới làm. Nhưng mà sau này mình mới lát con sẽ làm cái bài này, rồi mấy con sẽ cho nó vào trong một cái bìa để mấy con giữ lại. Khi những cái bài này chưa đủ thì thầy sẽ gợi ý cho mấy con sẽ con có đọc cái viết sách mà của tổ sư Minh La Quang và thầy là họ nói là nhân quả từ cái cây do thời tiết nó chăm sóc lại thảo mộc, rồi chăm sóc lại thảo mộc nó mới phát triển sang cây lớn. Rồi từ đó rồi các cây lớn nó có tích tụ lâu nó mới thành một cái thần, rồi sau đó nó phát triển thành con người. Sẽ như vậy có không? Không có. Cây là cây, mà con người là con người, động vật là con vật. Nhưng trước khi đó, nó từ cái hành nó hoạt động ở trong vũ trụ. Bây giờ ví dụ như cái môi trường chết như ở cung trăng, nó không có cây cỏ đâu, nó là môi trường chết. Nhưng mà nó có cái hành nó hoạt động. Cho đến 1 triệu năm, 2 triệu năm sau thì cái cung trăng nó sẽ là môi trường sống. Do cái hành đó nó mới hoạt động, rồi nó tạo thành cái duyên, nó hợp lại, nó hợp cho đến khi nó có những cái màu mỡ nó mới sinh ra được cái loài thảo mộc. Rong rêu nó mới chết,
cái chết nó để lại có cái màu mỡ, cái màu mỡ đó để mà hồi đủ duyên nó mới sanh được cái cỏ. Cái râm trước còn nữa tới cây cỏ sao, rồi từ cây cỏ nó chết nó mới để lại một cái duyên, cái từ trường nó phóng ra nó để hồi đủ cái duyên mới sanh ra cái cây thảo mộc. À, nhưng mà bây giờ thầy không muốn nói cái đó, là nói về nếu mà mình muốn nói về cái nguyên nhân mà sanh ra nhân quả thì mình phải đi vào cái nhân quả của thiên, của thời tiết, cái nhân quả thời tiết mới nói cái đó. Còn bây giờ mình chỉ nói nhân quả thảo mộc là hiện mình thấy cái hạt sanh ra cái trái thôi đủ rồi. Thầy, nhưng mà con ngày qua nghe thầy nói là quán về nhân quả gọi là thảo mộc quán. À, quán về nhân quả. Của nhưng mà nếu mà quán thì quán sinh nhân, mà sinh nhân ban đầu cái sinh nhân nó có cái hạt giống mới có sinh nhân. À. Nhưng mà từ ban đầu từ đâu mới có hạt giống? À, từ đâu mà có hạt giống thì tức là chúng ta phải quán qua thời tiết rồi, nhân quả của thời tiết chứ không thể nào. Bây giờ thời tiết nó mới có nắng mưa gió bão, nó mới có lên được cây thảo mộc, nó mới có nha. Từ cái ví dụ như gì, cái nguyên nhân mà sinh ra để mà nó có cái hạt, cái nhân đó, nó có hạt, thì từ đó nó mới có mưa gió ẩm ướt, nó mới có lên cây râm, chứ không phải là cây râm nó có cái hạt được, mà hiểu không? Nó ẩm nó mới lên cây râm, thì cái nguyên nhân của thời tiết nó mới sinh ra cây râm. Nhưng mà ở đây thầy nói cái hạt, cái nhân, nhân quả tức là chỉ định cái hạt và cái quả của nó thôi. Thì mà nói gì? Nếu mà tìm cái nhân thì cái nhân này bắt nguồn từ đâu chứ? Bắt nguồn từ cái chỗ thời tiết, nhưng mà điều kiện là thầy đã nói là mình chưa có quán tới thời tiết. Bởi vì bây giờ con quán tới thời tiết nó mơ hồ, làm cho người ta không hiểu, mà đi vào cái nhân quả là cái hạt và cái trái, để cho người ta cụ thể rồi lần được mình đi tới cái chỗ đó mình dẫn chứng mình mới hiểu. Chứ còn nếu mà bây giờ con đi ngang vô nhân quả, người ta chưa hiểu cái danh từ của nhân quả nữa. Tức là muốn giải thích nhân quả thì phải giải thích nghĩa, mà giải thích nghĩa thì chúng ta đi vào cái nhân quả của thảo mộc nữa. Nhưng mà nói cái nguyên nhân sinh ra thảo mộc thì tức là chúng ta nói cái thời tiết thôi. Cái đề tài nó mới đi tới thời tiết. Nếu như vậy một bài viết ra hoặc nguyên nhân từ cái hạt. Chưa, cái này là tôi chỉ nói cái hạt và cái quả, cái hạt giống và cái quả để sinh ra thảo mộc thôi, để sinh ra cái nói về cái nhân quả thôi. Đó là tôi nói về cái thảo mộc thôi, tức là có cái hạt giống mới lên cái quả. Còn tôi chưa nói cái nguyên nhân sâu xa của sinh ra cái loài thảo mộc, tôi chưa nói nguyên nhân sâu xa. Tức là tôi muốn nói nguyên nhân sâu xa, tức là tôi nói nhân quả sâu xa đó. Nhưng mà bây giờ nói nhân quả sâu xa đó thì nó phải có cái đề tài, nó gọi là thời tiết, nhân quả thời tiết. Ví dụ thời tiết có nắng mưa gió bão, có độ ẩm, có không khí thì nó mới có cái duyên để mà nó lên từ dân thảo mộc, hạt rồi thực thảo là cỏ, rồi mới tới cây mộc, mới tới cây, rồi mới thể hiện được cái nhân quả. Cho nên bây giờ tôi đi vào cái chỗ này là nhân quả, tôi muốn giải thích nghĩa của nhân quả đó. Dạ, thưa thầy, vậy là chị nói cái nhân từ cái hạt sang ra cái hạt. Đúng rồi, muốn nói từ cái hạt. Bởi vì để mình muốn nói về nhân quả thì mình phải nói cái hạt với cái quả, cái trái của nó. Cái đó nó cụ thể. Bây giờ ví dụ như thầy có cái hạt giống, người ta cho thầy cái hạt giống, thầy biết cái hạt giống từ đâu. Nhưng mà cái người này có cho thầy thì nói là bây giờ cái hạt này thầy sẽ ươm, thầy tưới nước, thầy nhổ cỏ, nó mới lên thành cái cây. Cái cây này nó cho thầy cái quả, cái quả này cay đắng hoặc quả này nó ngọt, nó thấy đó đủ rồi. Thầy bắt đầu bây giờ mới kết luận của cái sự thọ hưởng này. Thầy nếu mà thầy trồng cái cây ớt thì thầy phải ăn cái quả ớt đắng thôi, thầy cho biết là đắng. Nhưng mà ngầm trong đó là mình nói thiện ác đó, chứ mình chưa nói ra, nhưng mà mình nói cho người ta biết. Chứ không phải chứng quan như quả gọi là người đó. Chưa đó, còn dài lắm. Vì nhân quả mà nó đâu có đoán được. Bắt đầu cho người ta hiểu được cái nhân cái quả này. Rồi sau đó đó mình mới đưa người ta đi vào cái chỗ nhân quả của cái hành động. Rồi mới đi vào cái chỗ nhân quả thiên nhiên, thời tiết đó. Thì lúc bây giờ nó càng lúc nó càng rõ ra. Mấy con làm đúng thì cái nào còn chưa đúng thì phải lại. Nó chỉ từng phần đi vào quán nhân quả, nó không phải là quán lộn xộn đủ thứ hết không được. Nó đi từng phần rồi từng đó mình mới thấy rõ ràng nhân quả nó rất là hảo. Hôm nay tôi cho cái đề tài thì cho cái đề tài nhân quả của thảo mộc. Nó không phải là thầy có dặn trước là đừng có truy tìm cái nguyên nhân mà sinh ra
cái cây thảo mộc, mà đây là chỉ nhân quả để giải thích cái nghĩa của nhân và quả. Cũng như đầu tiên mà nói về nhân quả thì người ta giải thích cái chữ nhân là cái gì, chữ quả là gì. Ví dụ như nhân là hạt, quả là trái, người ta giải thích cái điều đó thôi. Nhưng mà đây cái đề tài nó là thiên nhiên, cho nên vì vậy mình lấy nhân quả của cái hạt trái mình nói ra cái giống cái ngọt để mình đưa vào cái thiện và ác của nó thôi. Cho nên khi mà kết luận của cái nhân quả thì cái quả ngọt thì nó là mình thích, mà cái quả đắng cay thì mình không thích. Mà do mình muốn nói cái chỗ này để cho mình dựng lên cái nhân quả bắt đầu cụ thể rõ ràng. Ví dụ như nói trái, hạt và trái thì chắc chắn ai cũng hiểu đó là một sự thật, không thể hoài cái vấn đề mà cái hạt mà không có hạt thì không thể nào có cái trái mà ăn. Nó như vậy nó từng lần được rồi, mấy con sẽ lần được những cái bài này nó còn nhiều lắm. Bây giờ nói về nhân quả của thảo mộc, rồi sau đó thì mới nói nhân quả của thời tiết để mình duy trì với nhân, hay hoặc là thầy sẽ cho cái đề tài nhân quả của con người, rồi sau đó mới truy ra cái sâu xa của nhân quả. Mà nói về nhân quả của loài người thì con người sẽ từ nhân quả mà sinh ra. Vậy thì nhân quả sinh ra nó do cái chỗ nào? Tức là do môi trường sống mà có. Do từng lần được thầy sẽ cho những cái đề tài đó, nhưng mà thầy nghĩ rằng cái đề tài lần được thầy sẽ sắp xếp những cái đề tài này cho mấy con cho nó phù hợp. Ví dụ như thay vì thầy cho nhân quả của con người trước thì nó không hợp với cái nhân quả của thảo mộc. Nếu mà thầy cho nhân quả thời tiết, tức là mình truy nguyên cái nhân quả, cái gốc từ đâu mà sinh ra nhân quả, thì nó lại quá xa, quá mơ hồ. Cho nên thầy sẽ cho lần lượt. Ví dụ như bây giờ thì cho cái nhân quả của thảo mộc, rồi đối thầy thay vì thầy cho nhân quả của một con người, của động vật, thì thầy không cho, mà thầy cho cái nhân quả của thời tiết để truy ra cái gốc, rồi mà tới con người. Con người sinh ra nó nhằm vào chỗ nào mà nó có những cái hành động nhân quả của nó, mà trong cái nhân quả của con người thì nó có ba nơi xuất phát nhân quả: thân khẩu ý. Thân khẩu ý đó là cái nhân quả của con người. Nhưng ở đây chúng ta chỉ nói là nhân quả của một thảo mộc mà thôi, từ cái nhân lên cái cây thành cái quả, có vậy thôi. Chúng ta chưa nói nói thảo mộc là nói chung cái tên của chung cái sự vật ra. Chúng ta nói về cái loại mộc, còn thảo cỏ thì chúng ta chưa nói. Nhưng cây cỏ cũng có bông có trái chứ đâu phải không? Nhưng mà chúng ta nói chung gồm chung vậy, nhưng mà chúng ta chỉ giải thích về nhân quả mà thôi. Nhân quả của thảo mộc tức là cái hạt lên cây cho ra cái trái là thảo đủ, và kết luận cái bàn đó ở tại chỗ đó để chúng ta cảm thấy rằng khi mà gieo cái hạt của một cái loại cây đắng hoặc là cái cây cay cái hạt, nó thì sẽ cho chúng ta những cây đắng. Còn cái hạt mà lên cái, cho cái quả ngọt thì chúng ta thọ hưởng cái quả ngọt đến đó đủ rồi, chúng ta không nói gì nhiều nữa. Rồi tới cái bài khác, do những cái bài này tất cả tập trung nó lại thành một cái nhân quả, thành cái đạo lực nhân quả. Rồi từ đó kết luận của một cái đạo lực nhân quả này nó trở thành cái đạo đức không làm phụ, nó đi dần dần mà thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con làm một cái đề tài. Thì bắt đầu bây giờ thì mấy con nào làm xong thì cứ nộp, thầy chịu khó thì đọc lại, sai thì thầy góp ý để cho mấy con hiểu ý thêm, để rồi mấy con làm cho nó đúng về cái nhân quả. Tại sao mấy con biết? Tại vì chúng ta không hiểu nhân quả thì chúng ta hai phiền não, hai khổ đau. Khi mình hiểu nhân quả, trước cái cơn đau của cái bệnh mình biết nhân quả. Chỉ vì mình đau là cái quả, mà do cái nhân nào mà mình đau, mà do từ cái khổ mình hiểu biết, mà do đó thì mình thấy mình không dao động trước cái quả khổ của mình. Cũng như mình thấy một cái người khác họ mắng chửi mình biết họ là người đang tạo, đang gieo một cái duyên của chính nhân ha. Và mình là cái người đang trả quả, do đó mình đã bị người ta chửi, nhưng mà mình lại không có để cho cái quả đó làm cho mình đau khổ. Cho nên vì vậy mà mình thấy mình đang trả quả, và đồng thời mình thấy mình giữ gìn tâm mình, đừng để cái nhân quả đó làm cho tâm mình dao động.
thì như vậy rõ ràng là trước cái nhân quả mà nhân quả không tác động được mình, mà mình lại chuyển được nhân quả, nó là được giải thoát. Cái mục đích thì mình hiểu biết nhân quả như vậy để tâm mình bất động, không đau khổ, thì đó gọi là tri kiến giải thoát. Cái sự hiểu biết đó gọi là tri kiến giải thoát. Cho nên có người hỏi thầy cái tri kiến giải thoát là cái gì? Là một sự hiểu biết mà làm cho tâm mình không dao động, làm cho tâm mình không đau khổ. Đó là sự hiểu biết. Đó là cái sự hiểu biết của ý thức của chúng ta, chứ không có cái gì đó mà gọi là tuệ. Cho nên gọi là tri kiến giải thoát, sự hiểu biết giải thoát. Đó là cái ngôn từ trong kinh điển. Cho nên ở đây những cái bài này, để căn cứ vào những cái bài này mà sắp xếp cái người hiểu hoặc là chưa hiểu. Nếu mà chưa hiểu hoàn toàn, viết trong cái bài mà luận về nhân quả thảo học mà viết không đúng, thì thầy xếp loại người đó sẽ được học cái lớp, thầy sẽ giảng về nhân quả cho người đó học cái lớp, để họ có cái sự hiểu biết nhân quả, rồi sau đó đưa đề tài buộc họ phải tự làm ra một cái bài nhân quả. Còn ở đây hầu hết mấy con cũng nghe biết được nhân quả rồi, nhưng muốn sắp lớp của mấy con coi sự trình độ hiểu biết nhân quả như thế nào. Nhiều khi cái nhân quả của mấy con hiểu nó rộng rãi mênh mông mà không cô động lại để vào một cái đề tài để quán xả tâm mà. Cho nên thầy muốn các con phải có một cái tri kiến hiểu biết về nhân quả rất là thâm sâu, ngu nhiếm, nhùng nhiễm, để khi gặp ác pháp thì nội cái tri kiến của các tri kiến nhân quả nó đã đủ sức giữ gìn bảo vệ tâm con không còn dao động một chút nào. Mà khi không tâm không còn dao động trước cả pháp thì đó là chánh tri kiến. Cho nên lớp hôm nay mấy con học là cái lớp chánh tri kiến, tức là chánh kiến. Nếu mà không có hướng dẫn cho mấy con học và tập luyện nhu nhiếm được cái tránh cái kiến thức để hiểu biết, làm cho mấy con được giải thoát, thì không bao giờ mấy con có chánh tri kiến. Nhưng mà chánh tri kiến tức là tri kiến giải thoát, chứ không có gì khác hơn hết. Cái sự hiểu biết giải thoát nói dễ hiểu, đó là sự hiểu biết giải thoát. Mà sự hiểu biết giải thoát như thật, như thật thì phải hiểu biết nhân quả, phải hiểu biết nhân quả. Cho nên từ cái trừu tượng của nhân quả cho đến cái thực tế của nhân quả, chúng ta phải nắm được vững vì trừu tượng, nhưng mà trừu tượng thật sự là có thật chứ không phải không có thật. Ví dụ như nếu mà không có mưa nắng, không có mưa nắng khí hậu thì làm sao có cây cỏ mọc, mà không có cây cỏ mọc thì làm sao có loài động vật sống. Nếu là động vật sinh ra phải có vật thực nó sống, nó mới sống. Cũng như sinh ra đến con người thì phải có những thực phẩm để con người sống thì nó mới sống được, nó mới sinh ra. Còn không có thì làm sao sống được. Cho nên chúng ta phải thấy cái quy luật của nhân quả là cái quy luật từ cái chỗ chết, chỗ cái môi trường chết, nó sẽ lần lượt nó sẽ trở thành môi trường sống. Thầy đặt thành một vấn đề, mấy con thấy như hiện giờ khoa học người ta thám hiểm cung trăng, người ta thấy rõ ràng nơi đó là đất chết, không có cây cỏ, không có gì, chỉ có đất đá mà thôi. Nhưng ở đó có sự hoạt động, có sự động, chứ không phải không có sự động. Nhưng 1 triệu năm, 2 triệu năm sau, hay hoặc nhiều hơn nữa, thì cung trăng sẽ trở thành môi trường sống như hành tinh của chúng ta. Cái sống đầu tiên thì trong rêu, rồi mới cây cỏ, rồi kế đó cái sống của động vật. Vì nhờ rong rêu cây cỏ mà loài động vật nó sống được. Còn những cái chất khác nó làm cho cái môi trường thiên nhiên của nó màu mỡ, cho nên những cây cỏ nhờ ăn từ những chất màu mỡ đó mà sống. Ví dụ như cái cây, cái cây cỏ nó để lại cái lá, cái cây của nó, rồi nó thành một cái chất màu mỡ cho cái cây cỏ khác mà lại sinh ra phù hợp với cái loại đó, thì cái loại cỏ cây đó sinh ra. Cũng chẳng hạn là như bây giờ trong môi trường sống của chúng ta, nếu mà chúng ta cho thêm một cái chất độc nào, hoặc là một cái chất hiền lành nào, cái từ trường nào,
thì trong cái môi trường sống chúng ta sẽ nảy sinh ra một cái loài lạc hoặc là một cái loài cây cỏ, mà cái loài cây cỏ rất là ngon ngọt, hái ăn được, đó là không độc, đó là chúng ta thảy ra hoặc là ném vào một cái loài thuốc gì đó thì làm cho những cái cây cỏ lên chúng ta ăn nó ngọt như đường, thì đó là những cái loại mà chúng ta thêm vào trong cái môi trường sống đó mà nó sinh ra những loại cây cỏ đó. Trước đây trước đây 50 năm thì thầy không thấy cái loại cỏ đó, mà hôm nay thầy lại thấy cái loại cỏ đó mà. Nghĩa là lúc mà thầy biết được, thầy sinh ra thì biết được cách đây hơn 50 năm thì mảnh đất của thầy ở đây thầy không thấy cái loại cỏ đó, mà hôm nay nó lại sinh ra cái loại cỏ đó, thì nó không phải từ đâu đến mà từ môi trường nó hợp duyên nó tạo ra, cho nên nó có những cái cây cỏ lạ và có những cái cây cỏ mà xưa kia mọc mà bây giờ đã mất. Chúng ta không lưu ý, chứ chúng ta lưu ý bởi vì cái môi trường của cái loại cây đó nó không thể sống được trong cái môi trường của thời tiết này nữa, cho nên cái loại cây cỏ đó bị mất. Còn tại sao con người chúng ta lại sống được? Vì con người chúng ta thích nghi được, thích nghi theo từng thời tiết, cho nên vì cái sự thích nghi đó mà gặp những cái thời tiết nó quá ô nhiễm, cho nên nó sinh ra nhiều bệnh tật. Rồi có khi cái người mà thích nghi được thì còn sống, mà cái người thích nghi không được thì phải chết. Nói thì mấy con thấy đó là nhân quả đó. Thầy giải thích để sau này khi mấy con làm cái bài luận về nhân quả thời tiết hay là thiên nhiên thì mấy con sẽ đi đến cái chỗ này. Còn nhiều chỗ mà mấy con chưa hiểu, chưa thấy được, bởi vì trong mấy con chưa có đủ cái trí tuệ tâm minh, chưa được không gian và thời gian, thì do đó nhìn suốt cái lý nhân quả không thấy được. Tại vì như thế nào, thầy ví dụ như con thấy một con kiến bò ở trên cái mặt nền nhà của chúng ta, thì mấy con chưa thấy suốt được cái nhân quả của nó. Chưa thấy suốt nhân quả của nó thì các con chưa biết trước nó là ai, có phải không? Do đó mấy con thấy bằng mắt, nhìn nó bằng mắt thấy nó chỉ là một con kiến mà thôi. Nhưng sự thật ra nó thành cái con kiến, nó do cái nghiệp lực nào của ai ở cái thời điểm nào mà hiện giờ nó là con kiến. Cho nên khi một cái người có đôi mắt tâm minh thì người ta nhìn suốt qua cái lớp nghiệp, tức là nhân quả đó mới có, cho nên người ta thấy rõ. Còn mình thì dựa theo cái chỗ luận, nhưng mà luận làm sao để người ta có khoa học, để người ta tin rằng có nhân quả thật, chứ nếu không người ta sẽ không tin. Nhiều khi người ta nói đó là tự nhiên thôi, có cái hạt thì nó phải lên cây nó ra cái quả, đó là cái tự nhiên. Sự thật mà muốn dẫn chứng từ cái nhân cái quả để rồi từng tùy tới những cái hành động của mọi động vật của chúng ta, cho đến những cái hành động của thời tiết nắng mưa gió bão, những cái rung động đó nó sẽ tạo thành những cái duyên hợp, và nó trùng duyên hợp để từ đó vạn vật khởi sinh ra nhiều loại nhiều thứ trên môi trường sống. Hôm nay nếu con hiểu được thì qua cái bài luận này thầy sẽ đọc và thầy sẽ góp ý thêm, nếu mà còn thiếu thầy sẽ góp ý thêm. Còn cái bài nào mà luận mà đúng hay không thiếu thì thầy cũng sẽ cho biết cái bài này tạm đủ, luận như vậy là không thiếu không thừa, còn thiếu gì thầy thêm. Ví dụ như thiếu kết luận thì thầy bảo kết luận của cái sự hiểu biết này trong cái bài này, và đồng thời thầy cũng cho bài kế tiếp. Và từng những cái bài luận này thầy sẽ sắp xếp mấy con vào những cái lớp để mấy con đúng với đặc tu, đúng với khả năng của mình, để cho mình có cái sự quán tư duy suy nghĩ để làm những cái bài kế tiếp sau được đầy đủ trọn và luôn luôn có cái sự tiến bộ, triển khai được cái tri kiến của mình, càng lúc càng tri kiến, càng hiểu một cách đứng đắn, hiểu một cách không có mông lung, hiểu một cách ngay. Khi mà ác pháp tác động đến là hiểu ngay liền, không còn bị lệch lạc của cái sự hiểu biết đó nữa, làm cho tâm chúng ta bất động trước các ác pháp. Bởi vì cái định này, cái phương pháp mà tu để tâm mình được an ổn thì gọi là định vô lậu.
cuộc đời tu hành của chúng ta vốn tu để tâm không còn đầu quá, tức là tâm không còn tham sân si, mà cái phương pháp làm cho tâm chúng ta không tham sân si, nếu chúng ta không tập luyện, không rèn luyện cho nhu nhiếm thuần thục thì làm sao chúng ta được giải thoát. Cho nên chúng ta tu tập cái pháp này rất nhiều rất nhiều, tu không thể ít được, buộc lòng chúng ta phải rèn luyện triển khai cái tri kiến chúng ta hàng ngày. Nghĩa là chúng ta tu pháp gì pháp, nhưng mỗi ngày chúng ta cũng phải dành nó một tiếng để tư duy suy nghĩ, để tư duy suy nghĩ về cái đề tài bắt đầu bây giờ nó nhân quả. Nhưng ngày mai các con sẽ học qua những cái đề tài của nhân quả hình sanh, thì các con sẽ học những cái đề tài khác như các pháp vô thường, thân vô thường, các pháp vô thường, thời tiết vô thường, tất cả những cái điều kiện mà chúng ta cần thấy sự vô thường của các pháp. Rồi mấy con sẽ học đến thân ngũ uẩn, phải quán thân ngũ uẩn bất tịnh, phải quán thân ngũ uẩn vô thường, phải quán thân ngũ uẩn nhân quả. Rồi mấy con phải quán thập nhị nhân duyên, thập nhị nhân duyên của nhân quả, thập nhị nhân duyên của thân con, thân các con. Do đó các con còn nghĩ sâu, bởi vì cái định vô lậu nó làm cho tâm các con phải có sự hiểu biết vô lậu, cho nên các con còn học rất nhiều. Như thập thất kiết sử các con cũng phải quán, cũng phải hiểu. Rồi thân ngũ uẩn nè, rồi nhân quả nè, rồi bất tịnh nè, rồi thực phẩm bất tịnh nè, tất cả những cái điều đó mấy con đều được làm thành những cái bài quán để cho cái tri kiến của các con rất là thâm sâu. Tất cả những cái phương pháp làm cho mấy con cái hiểu biết như thật để mà được giải thoát. Những cái bài mà Phật dạy trong kinh đều hoàn toàn như thật, không có cái bài nào mà có trù được. Mục đích nó phải thấy như thật mới gọi là chứng kiến, chứng tư duy. Chứ không thấy như thật thì không thể nào chứng kiến cũng tư duy được. Mục đích là từ cái chỗ mình không hiểu, mình cố gắng mình triển khai. Từ cái chỗ không hiểu, mình cố gắng mình học tập để cho mình hiểu. Từ cái quân của kinh sách của những người khác hiểu, như mấy con đọc sách kinh, mấy con hiểu một cái phần nào, nhưng mà các con còn triển khai qua kinh nghiệm bản thân của mình. Từ khi mình tiếp xúc với mọi vật, mọi sự kiện mà nó xảy ra trong tâm của mình, lúc buồn phiền, lúc vui, đều là có những đề tài chúng ta quá nhân quả tất cả. Không có đề tài nào là không có nhân quả trong đó. Bởi vì chúng ta sống trong nhân quả, sanh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả, chết trong nhân quả. Dù thập nhị nhân duyên, dù là thân ngũ uẩn, dù là thập thất kiết sử, tất cả mọi cái đều ở quy thuận ở trong cái quy luật của nhân quả. Cho nên cái bài nhân quả là cái bài đầu tiên, để sau đó mỗi bài khác đều chúng ta đều thấy nó đang quy thuận ở trong cái nhân quả. Thì từ đó đi ra nó là một sự thật của môi trường sống, sự thật của kiếp người của chúng ta khi sinh ra mang lấy những nỗi đau khổ đó. Hôm nay các con đã hiểu biết về cái phần mà định vô lậu, nó là phương pháp rất là quan trọng của đạo Phật. Khi mà chúng ta tu tứ chánh cần thì chúng ta có bốn pháp. Pháp thứ nhất thì chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành như thầy dạy hôm qua mấy con ấy, chánh niệm tỉnh giác. Thì chánh niệm tỉnh giác nó có bốn cách đi kinh hành, rồi dạy chúng ta định niệm hơi thở. Thì các con thấy đó là định niệm hơi thở có từ cái hơi thở, từ cái bài xuất tức nhập tức, tức là bài hơi thở dạy về hơi thở thì có 16 cái điều một. Thân hành niệm có 2 cái điều một với của Sa Di dạy cho thì cho La Hầu La, thì thêm một cái đề tài nữa, tức là 19 cái đề một của định niệm hơi thở. Đồng thời thì Đức Phật dạy cho chúng ta cái định vô lậu và định sáng suốt, đó là bốn cái loại định mà đầu tiên chúng ta tu tập. Nhưng định sáng suốt chỉ là sự nghỉ ngơi sau những lúc chúng ta tập các pháp như tập thân hành niệm, tập định niệm hơi thở, tập chánh niệm tỉnh giác, đó hoặc là tập định vô lậu, rồi sau đó tập định thư giãn, tức là nghỉ ngơi. Cho nên trong bốn loại định này
thì cái định mà quan trọng nhất ở trong bốn cái phương pháp tu tập này, ngăn ác, diệt ác để sanh thiện, tăng trưởng thiện, đó là định vô lậu. Vì vô lậu tức là ngăn và diệt tất cả ác pháp, rất là quan trọng. Nó là một cái phương pháp và một cái đề tài mà tu tập cho cái người tu, cho cái người tu để được giải thoát, để đạt được cái mục đích chứng được đạo quả A-la, chứng được quả A-la, thì người đó là người phải tu định vô lậu. Ngoài định vô lậu tu thì chúng ta sẽ bị ức chế tâm. Nếu chúng ta tu định niệm hơi thở không khéo thì chúng ta cũng vẫn bị ức chế tâm. Nếu chúng ta tu chánh niệm tỉnh giác không khéo thì chúng ta cũng bị ức chế tâm. Trừ ra có định vô lậu là không bị ức chế tâm, vì triển khai sự hiểu biết của chúng ta để từ hiểu biết đó mà làm chủ xả được tâm của chúng ta, cho nên chúng ta không còn phiền não, không còn khổ đau, không còn tham muốn, không còn giận hờn, không còn si mê, thì đó là cái định vô lậu. Cho nên định vô lậu rất là quan trọng. Một cái người mà có cái sự hiểu biết về nhân quả mà không xả được tâm là người đã chưa hiểu nhân quả, chưa hiểu nhân quả. Cho nên vì có sự hiểu biết mà chưa nhu nhiếu, chưa thấm nhuần, có sự hiểu biết gì nhé nhỉ? Như cái con làm cái bài luận cho thầy, viết nói rất đúng, không sai chút nào. Mà sao thấy tâm con không xả được, mỗi lần có ác pháp thì con có phiền não. Thì tự hỏi mình hiểu biết nhưng mình có thấm nhuần được cái này chưa? Mà chưa thấm nhuần thì cách thức để mà tu tập định vô lậu, tức là làm cho nó nhu nhiếu, thấm nhuần được cái lý nhân quả, lý của cái định vô lậu, làm chúng ta xả tâm mình mới dễ dàng. Do đó muốn thấm nhuần thì hiện giờ thay vì một cái người học trò, họ phải học cho thuộc lòng một cái bài như thế này, để rồi họ trả bài cho một ông thầy giáo. Sau khi họ trả bài rồi thì họ dù như thế nào họ đã học thuộc thì chắc chắn nó cũng phải nhớ trong lòng của họ. Mặc dù 5 năm, 10 năm sau họ cũng còn nhớ chứ không phải quên. Gọi là cái người học trò học thuộc bài. Còn cái người học thuộc không thuộc bài, cái người đó chưa thấm nhuần được cái bài đó. Mục đích của chúng ta ở đây làm cái bài, rồi từ đó chúng ta phải học cái bài hàng ngày, đọc tới đọc lui để thấm nhuần cái lý nhân quả, để từ đó các ác pháp tác động. Thì khi mà tâm trí chúng ta đã thấm nhuần thì chúng ta sẽ dễ dàng xả tâm mình. Ví dụ như thầy nói như thế này, mấy con thấy, bởi vì cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật để giúp cho chúng ta vô lậu, thì cái chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục dạy chúng ta học chữ nó cũng giống nhau, nó không khác. Thầy dạy các con làm toán mà các con không thuộc của chương thì làm sao các con làm toán được, có phải không? Không thuộc của chương làm sao làm nhân tám nhân được mấy con? Cho nên buộc mấy con phải làm toán. Khi thầy nhớ lúc nhỏ thầy học cửu chương, ông thầy ổng dò cửu chương, không phải bắt thầy đọc từ đầu chí cuối cái bản cửu chương, thầy đọc danh sách, nhưng mà hỏi bắt dọc bắt ngang thì nhiều khi thầy không có nhớ nữa, có con hiểu. Mà khi một cái đứa học trò mà thấm nhuần được những cái bản cửu chương, hỏi đâu nó trả lời đó, nó không bao giờ trả lời sai, gọi là thấm nhuần. Vì vậy mà khi chúng ta tu định vô lậu, nó phải thấm nhuần như học bản cửu chương. Để làm gì? Ác pháp nó tác động chúng ta không cần lựa nữa, nó tác động vào thì biết ngay liền để mà xả tâm, gọi là thấm nhuần được định vô lậu. Nói vô lậu thật sự mà phải thấm nhuần bằng tri kiến của chúng ta. Cho nên hôm nay cái lớp học này buộc rằng mấy con viết tự mình triển khai cái hiểu biết của mình đã, rồi bắt đầu từ đó mấy con phải thấm nhuần bằng sự đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tức là quán. Các con nghe nó định vô lậu hay là thiền quán không? Quán hết tức là tư duy suy nghĩ quán xét, làm cho thấm nhuần được cái điều đó, cho nên gọi là thiền quán. Cho nên định vô lậu thì chúng ta phải hiểu nó là thiền quán, để tâm bất động. Mà tâm bất động thì có danh từ Đức Phật nói bất động tâm định, hay là còn có một cái tên nữa, cái tên của bất động tâm định gọi là vô tướng tâm định. Nó không còn cái tướng dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, cho nên gọi là vô tướng tâm định. Như vậy mấy con hiểu rằng đạo Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, nhưng tại sao chúng ta không giải thoát? Là tại vì chúng ta tu không thấm nhuần, không nhu nhiếu.
Cho nên Đức Phật nói tâm định tĩnh ngu nhiễm dễ sử dụng. Khi tri kiến chúng ta ngu nhiễm dễ sử dụng thì chúng ta sẽ chuyển hóa tất cả những nỗi khổ đau trong thân tâm chúng ta. Các con thấy rõ. Nhưng bây giờ mình chưa ngu nhiễm, chưa dễ sử dụng thì mình đâu có làm sao mà khỏi sự phiền não, khỏi sự đau khổ khi ác pháp tác động vào. Cho nên sự tu tập là sự phải rèn luyện, tập luyện ngu nhiễm đúng cách. Mà đúng cách là như thế nào? Là phải làm những cái bài này như thế này. Ngày nào tới giờ thì các con thấy người học chữ thì người ta có làm bài, nhưng làm bài để rồi người ta tiến tới, người ta làm văn viết văn này kia. Còn chúng ta học để mục đích chúng ta là mọi ác pháp tác động vào sự hiểu biết đó, nó sẽ làm chúng ta bất động, không còn đau khổ nữa. Mà cho nên hôm nay thì mấy con được thầy sắp xếp từng trình độ, mấy con không hiểu biết không có nghĩa là mấy con dở. Mấy con cứ nghĩ rằng mình đi học mà, mình đi tu mà, chỗ không biết mình sẽ học và mình biết. Đừng có nghĩ rằng thầy sắp xếp cái lớp của mấy con vào cái lớp để mấy con học, mấy con đừng có mặc cảm. Mình dở thì mình cứ học cái lớp căn bản, được giảng giải thích rõ ràng, rồi từng đó mình ghi nhớ được những gì mình đã học, mình lại viết ra, viết ra. Mình mỗi lần mình viết ra là mình thuộc thêm một mớ, mình hiểu thêm một mớ. Và cố gắng như vậy rèn luyện mình. Trong một năm thầy nghĩ rằng cái định vô lậu mà các con học một năm thì tâm mấy con sẽ được giải thoát, không còn khổ đau. Bởi vì mấy con quá thấm người, ráng cố gắng mà học tập. Thầy nghĩ rằng cái lớp này là cái lớp đi đến chỗ sự thật. Chúng ta phải thấy sự giải thoát thật sự, chứ không phải là nói mà không giải thoát. Cho nên phải ráng học, và phải ráng siêng năng làm bài, và phải tập chánh, phải tập tỉnh thức, phải tập chánh niệm, tỉnh giác. Là vì chúng ta biết bên chúng ta còn có sự thiếu tỉnh giác. Nếu không tập đi tinh hành thì chúng ta sẽ bị hôn trầm thì nguyên, làm chúng ta mờ mịt. Về sự mờ mịt đó làm chúng ta không định tĩnh. Nghe danh từ Đức Phật dạy tâm định tĩnh nhu nhiễm dễ sử dụng, mà tâm không chịu, chúng ta không chịu tập chánh niệm tỉnh giác thì làm sao định tĩnh. Vì vậy mà cái phương pháp mà chúng ta đi kinh hành, bốn giai đoạn đi kinh hành là tập chúng ta định tĩnh. Người nào cứ nghĩ rằng tôi tập định vô lậu là sẽ giải thoát, nhưng mấy con thiếu định tĩnh thì mấy con sẽ bị mờ mịt liền tức khắc, mà không còn đủ uy tín để đương đầu với giải thoát. Còn trái lại, mấy con có sức định tĩnh nhưng mấy con không đủ tri kiến giải thoát thì mấy con bị ức chế tâm. Cho nên Đức Phật ghép lại những cái từ để chỉ cho chúng ta cái tâm của chúng ta để được giải thoát, thì Đức Phật nói tâm định tĩnh ngu nhiễm dễ sử dụng. Khi nó định tĩnh, nó ngu nhiễm, nó dễ sử dụng, tức là nó đầy đủ cả chánh niệm tỉnh giác và định vô lậu, thì nó mới đủ sức để nó đương đầu với ác pháp, nó mới hóa giải được tâm chúng ta. Vậy thì các con thấy hiện giờ thì nhớ được cái điều kiện mà thầy nói, rồi thầy sẽ theo cái bài luận. Bây giờ mấy con nộp hết bài thầy đủ rồi, còn người nào chưa nộp thì sẽ tiếp tục làm nộp để mà chúng ta tu học thực. Chứ nếu không có chịu mà nộp bài cho thầy thì đương nhiên là mấy con không có tu tập được. Nhớ kỹ. Và đồng thời thì thầy xin nhắc lại một lần nữa là bắt đầu bây giờ thì thầy xếp cái lớp của mấy con về cái sự tu tập định tĩnh, chánh niệm tỉnh giác. Tức là mấy con sẽ đi kinh hành cho thầy xem. Thầy có đem cái tập vở theo để mà thầy ghi những cái sức định tĩnh của mấy con. Cái sức định tĩnh như thế nào? Đầu tiên thì cái người mà tu tập ít nhất mà được dự trong cái lớp này á, thì thầy cho ít nhất mấy con, ít ra thì mấy con cũng phải nhiếp tâm được một phút. Một phút, cái sức một phút mà mấy con nghỉ một phút á, thì bắt đầu bây giờ mà thầy định tĩnh được trong hơi thở của thầy. Mà cái hơi thở của thầy nó bình thường, nó không dài mà nó cũng không ngắn lắm, thì thầy lấy trung bình là nó 20 hơi thở nó là một phút. Còn cái người ngắn thì nó hơn cái số 20 hơi thở,
tức là hơi thở ngắn. Còn hơi thở dài thì nó bắt đầu nó từ 17, 18, 15, 16, rồi 10. Thì cái hơi thở đó là hơi thở dài, tức là thở chậm hơn một chút. Như vậy là căn cứ vào một thuốc mà lấy cái tiêu chuẩn để mà tu tập. Ví dụ như một người hơi thở ngắn thì phải thở hơn 20 hơi thở, mà hơi thở vừa thì 20 hơi thở, và đồng thời hơi thở dài thì nó còn lại mười mấy hơi thở, 14, 15, 10 hơi thở là một phút. Vậy thì căn cứ vào cái chỗ bước đi cũng như cái chỗ tu tập mấy con, thì thầy chỉ lấy cái căn bản nhất là phải tập cho được một phút nhất tâm, không có niệm gì khởi trong đó. Còn có niệm gì khởi trong đó thì chưa được xếp vào cái lớp này. Con hiểu, mấy con hiểu chưa? Bởi vì nếu mà chưa được thì mấy con phải tự ở ngoài tập cho được một phút rồi mới được dần vào cái lớp chánh niệm tỉnh giác này. Rồi từ cái người mà từ một phút rồi đến 15 phút, rồi 10 phút, rồi 20 phút, 30 phút, hoặc một giờ nhất tâm không niệm gì hết, thì căn cứ vào chỗ đó mà